Trước khi vào video ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bạn kênh Battlecry Trung Hoa Sử Ký, dự án mới nhất của Battlecry Team, nơi chúng ta cùng chia sẻ những hiểu biết và đam mê của mình về giã sử cũng như lịch sử của người hàng xóm phương Bắc. Hãy cùng Battlecry tìm hiểu về lịch sử của họ nhé. Rất mong mọi người có thể subscribe ủng hộ kênh theo đường link được gắn ở phần mô tả và top comment của video giúp team mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry khám phá thế giới. Vậy là sau những nỗ lực của Hàn Tín, thì truyền kỳ về Hán Sở tranh hùng cũng đã kết thúc. Dưới đôi bàn tay tài hoa của Hàn Tín, Trung Nguyên một lần nữa được thống nhất, bá tánh được hưởng thái bình. Thế nhưng, sự thống nhất của Trung Nguyên cùng sự cầm quyền của nhà Hán thì lại chính là mở đầu cho bi kịch của cuộc đời Hàn Tín. Hàn Tín phạt thiên hạ, Lưu Bang hưởng đế nghiệp, thỏ chết, chó săn cũng bị thịt, điều tận thì cung tàng. Tự cổ chí kim, biết bao anh hùng danh tướng đã vì vậy mà thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt, và Hàn Tín cũng không ngoại lệ. Những năm tháng cuối đời Hàn Tín được coi như tấn bi kịch bi thảm nhất trong cuộc đời của một thiên anh hùng ca. Từ kẻ dưới một người trên vạn người, binh tiên ngàn năm hiếm gặp, ông bị vu oan giáo họa và trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, chó cùng rứt dậu, đem lòng phản trắc, rồi chịu cái chết đầy tủ nhục trong tay Lã Hậu. Suýt chút nữa thì trang anh hùng thiên cổ đã trở thành tội nhân ngàn đời bị phỉ nhổ, tiếng xấu lưu danh đến muôn đời. Vậy rốt cuộc thì bi kịch của cuộc đời Hàn Tín đã xảy đến với ông như thế nào? Hãy cùng Battlecry tìm hiểu ngay nhé! Công cao át chủ, vân mộng du kế. Bá vương Hạng Vũ bại vong, nước Sở như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc đã bị quân Hán bình định, Sơn Hà một lần nữa được thống nhất. Dưới sự đề cử của Hàn Tín cùng các chư hầu, Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Hán Cao Tổ, lập ra nhà Hán. Và đúng như những gì mà Vũ Thiệp và Khóa Triệt tiền liệu, hôm nay Bá Vương vong thì ngày mai tất tới lượt Hàn Tín. Ngay khi vừa đại phá quân Sở ở Cái Hạ, Hàn Tín liền cho lưu quân về Định Đào. Gần như lập tức, Lưu Bang tức tốc tới trại của Hàn Tín, xông vào trong doanh, cướp binh phù, thu hết binh quyền trong tay của ông. Sau đó, Lưu Bang bội tín, gấp rút đổi phong đất của Hàn Tín từ đất Tề Phì Nhiêu thành đất Sở, cách xa những vùng đất mà một tay Hàn Tín thu về là nước Tề, nước Triệu, nước Yên. Việc này được đánh giá là một mũi tên trúng hai đích. Khi đưa Hàn Tín về vùng đất xa xôi thì uy danh của ông cũng sẽ bị giảm sút. Nếu có lòng tranh thiên hạ thì cũng khó lòng tập hợp được lực lượng. Mặt khác, khi đó nước Sở mới bại trận, lòng dân ít nhiều vẫn sẽ không quy thuận nhà Hán. Để Hàn Tín trấn thủ đất giữ, nếu ông bình định được đất Sở thì chẳng phải thiên hạ của nhà Hán sẽ càng vững mạnh hay sao? Còn nếu ông không thể dẹp được yên nước Sở thì lại có thêm một cái cớ quá rõ ràng để xử trí ông. Đúng là một công đôi việc. Nước đi của Lưu Bang quả thực là đại kế trong đại kế. Hàn Tín coi công danh nhẹ tựa lông hồng, đối với sự tuyệt tình đoạn nghĩa của Lưu Bang cũng không oán thán, lập tức nhận lệnh tiến về cố hương. Về tới quê nhà, trước tiên ông tìm ân nhân là Phiến Mẫu, người giặt đồ bên sông, tặng cho bà 1000 lượng vàng để hậu tạ. Sau đó lại tìm tới đình trưởng Nam Sương, cho ông ta 100 tiền, gọi là trả tiền cơm năm xưa. Hàn Tín nói với đình trưởng: "Ngươi làm việc tốt, nhưng có thủy mà không có chung, ý nói có đầu mà không có cuối, chỉ có thể là một kẻ tiểu nhân mà không hiểu nhân tình đại nghĩa." Cuối cùng, ông tìm tới người thanh niên đã bắt ông chui qua háng chịu nhục. Người thanh niên này nghe nói Tân Sở Vương chính là người bị ông ta làm nhục, tức Hàn Tín, cho rằng bản thân đã chết tới nơi rồi, nơm lớp lo sợ Hàn Tín. Hàn Tín rất bất ngờ, không những không làm khó ông ta mà còn khen ông ta là tráng sĩ, phong cho ông ta chức đô úy, trông coi trị an của nơi đó, đền đáp công ơn, lễ ơn lại báo oán, đúng là cách làm của bậc hiền nhân. Sau khi giải quyết xong những việc riêng tư này, Hàn Tín bắt đầu cai quản lãnh địa của mình. Trước tiên, ông đi tuần tra thị sát đất Sở, giải quyết các vấn đề cấp thiết của người dân sau chiến tranh, thành lập một đội quân để bảo vệ Thái ấp. Kế hoạch của ông là xây dựng một nước Sở phồn vinh và hùng mạnh. Nhưng Lưu Bang không hề có ý định để Hàn Tín lên ngôi vương. Hàn Tín là khai quốc công thần, để xóa bỏ ngôi vương của ông, Lưu Bang buộc cho Hàn Tín tội mưu phản. Vào tháng 12 năm Hán Cao Tổ thứ 6, tức 201 trước công nguyên, Lưu Bang đột nhiên nói với các tướng lĩnh dưới trướng rằng có người tố cáo Hàn Tín mưu phản, các khanh nghĩ phải xử trí như thế nào. Những tướng lĩnh này thuộc hạng hữu dũng vô mưu đều hô to lập tức xuất binh giết chết tên tiểu tử này. Lưu Bang tự biết là vô cớ xuất binh nên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay ra hỏi kế của Trần Bình. Trần Bình thừa hiểu Hàn Tín không có lòng phản trắc,
thế nhưng cũng hiến kế cho Lưu Bang rằng quân của bệ hạ không tinh bằng quân của Hàn Tín, các tướng lĩnh cũng không ai vượt qua được Hàn Tín, giấy binh tấn công sẽ ép Hàn Tín quyết chiến, như vậy đối với bệ hạ đó là việc nguy hiểm. Ông ta bày kế cho Lưu Bang giả vờ du ngoạn đi săn ở Vân Mộng, Hồ Bắc và lệnh cho chư hầu tới Trần Địa, Hà Nam để yết kiến. Trần Địa ở biên giới nước Sở, Hàn Tín đến thì có thể bắt ông ta dễ như trở bàn tay. Lưu Bang vui mừng áp dụng kế sách của Trần Bình, liền cử người báo tin cho Hàn Tín đến Trần Địa tương kiến. Hàn Tín không mảy may nghi ngờ gì, đích thân đi yết kiến. Ngay khi gặp mặt, Lưu Bang đã thét lệnh cho các võ sĩ bắt Hàn Tín. Hàn Tín kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị binh sĩ trói lại, giải tới trước mặt của Lưu Bang. Bấy giờ, mục tiêu đã đạt được, Lưu Bang cũng không đi săn ở Vân Mộng nữa mà lập tức dọn đường hồi cung. Hàn Tín khi đó mới nhận ra rằng chuyến đi của Lưu Bang là dành riêng cho mình. Ông vô cùng tức giận, hô to: "Quả như người ta nói, thỏ chết, chó săn bị hầm, chim cao hết, cung tốt bị giấu, kẻ địch bị diệt, mưu thần vong, thiên hạ đã định, ta này chắc chết." Lưu Bang nghe xong, mặt đỏ tía tai, mãi không nói lên lời, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Có người tố người mưu phản." Lưu Bang thừa biết không có lý do chính đáng mà bắt Kha Quốc công thần, tất nhiên là không thể khiến lòng người khâm phục. Cho nên, vừa về tới Lạc Dương, ông liền ra lệnh đại xá thiên hạ, nhân đó tha bổng cho Hàn Tín, nhưng lại không cho về nước Sở, giáng xuống làm Hoài Âm hầu, giữ ở lại đô thành, không thể quay về đất Phong, cũng không có quân đội, thực tế là giam lỏng Hàn Tín. Xin được nói thêm về sự việc Hàn Tín bị Lưu Bang bắt trói tại Vân Mộng. Có một điển cố rất nổi tiếng là Trảm Muội Yết Thượng, nói về việc Hàn Tín bắt được tướng cũ của Hạng Vũ là Trung Ly Muội, và người này vốn là bạn thân của Hàn Tín, nên lo sợ Lưu Bang sẽ dùng cớ này để xử trí mình, nên Hàn Tín đã chặt đầu Trung Ly Muội làm qua để yết kiến Hán Vương. Điều này khiến cho hình ảnh của một chiến thần tuyệt thế, uy danh lẫy lừng bị vấy bẩn và trở thành kẻ bán bạn cầu vinh. Sự việc này thực sự là một vết nhơ trong cuộc đời của Hàn Tín. Gia phả dòng họ Trung Ly cũng ghi chép lại việc Hàn Tín chạm Trung Ly Muội, nhưng lại không ghi rõ thời gian. Quả thực thì việc Hàn Tín chạm Trung Ly Muội là có thật, nhưng theo ghi chép từ cuốn sử ký Tần Sở Chi Tế Nguyệt Biểu thì sự việc Hàn Tín chạm Trung Ly Muội diễn ra từ năm Cao Tổ thứ 5. Còn việc Hàn Tín bị vu oan giáo họa là vào năm Cao Tổ thứ 6, sau khi Trung Ly Muội chết được 1 năm. Nên việc bán bạn cầu vinh cũng cần xem xét lại. Nhìn chung, cái kết bi thảm của Hàn Tín khởi nguồn từ chính cái tài của ông. Hàn Tín không sai, chỉ là do ông quá giỏi. Nếu ông có chí hùng cường thì thiên hạ chắc chắn sẽ chia ba từ những năm 200 trước công nguyên, chứ không phải đợi khi Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền xuất thế. Thậm chí nếu làm tốt hơn, Hàn Tín đã có thể trở thành một Tần Thủy Hoàng thứ hai. Hàn Tín rất giống với Tôn Quyền, thế nhưng tiếc rằng ông lại không có được cái chí của Tôn Quyền, nên đành phải nhận lấy cái kết đầy tủi hờn. Sắp xếp lại binh thư. Sau khi bị Lưu Bang giam lỏng tại Kinh Đô, Hàn Tín đã cùng Tiêu Hà chỉnh sửa lại luật pháp trong quân, cũng đã cùng với Trương Lương chỉnh lại binh pháp từ thời Tiền Tần. Ông quả thực là bậc đại tài, văn võ song toàn, khi cưỡi ngựa là thần soái, khi cầm bút thì như thái đầu. Bằng khả năng thiên phú của bản thân, Hàn Tín tiếp tục góp công cho Hàn Thất. Ông chỉnh sửa binh pháp từ 182 gia, lấy cái cốt lõi chỉ còn 35 gia. Đây là lần chỉnh lý binh thư cổ có quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử. Hàn Tín căn cứ vào Tư Mã Pháp để phân loại các tư tưởng của binh gia, đem binh pháp phân thành 4 loại: quyền mưu, hình thái, âm dương, kỹ xảo. Những chỉnh sửa của Hàn Tín sau này được coi là khuôn vàng thước ngọc về biên soạn binh thư và lý luận binh pháp. Hàn Tín cũng đã dùng những khoảng thời gian bị quản thúc và ở nhà để viết sách. Ông đã làm được 3 thiên binh pháp Hàn Tín, tổng kết và dung hợp binh học từ thời Tiên Tần, khiến cho binh thư thời trước nhà Hán có thể được lưu giữ lại cho đời sau một cách tương đối hoàn chỉnh. Cuốn sách này thuộc về một trong 13 gia của binh quyền mưu. Kỳ tài Hàn Tín, cầm kiếm hay cầm bút đều có chỗ hơn người, thực là binh tiên ngàn năm hiếm gặp. Oan khuất ở Tháp Chuông. Sau khi Lưu Bang đăng cơ, các vị vương khác họ được phong vào cùng thời Hạng Vũ tranh bá như Bành Việt, Anh Bố, Hàn Tín đều trở thành mối họa tâm phúc, khiến ông ta ngày đêm lo lắng, tất muốn nhổ đi cho nhanh. Trong số những vị vương khác họ thì tài năng và danh tiếng của Hàn Tín là lớn nhất.
càng khiến Lưu Bang không thể yên tâm. Sau khi Hàn Tín bị giam lỏng, biết Lưu Bang kiêng rẻ công lao của mình nên thường xuyên cáo bệnh không ra, hành sự không dám khinh suất. Hàn Tín chỉ ở trong nhà chỉnh lý binh pháp, Lưu Bang thỉnh thoảng tới thăm. Có một lần, Lưu Bang hỏi Hàn Tín, người xem ta có thể chỉ huy bao nhiêu binh sĩ? Hàn Tín thẳng thắn trả lời, nhiều nhất là 10 vạn. Lưu Bang lại hỏi, thế còn bản thân nhà ngươi có thể cầm bao nhiêu quân? Hàn Tín trả lời, càng nhiều càng tốt. Đây chính là khởi nguồn của thành ngữ Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Lưu Bang nghe xong cười lớn, ngươi cầm binh càng nhiều càng tốt, sao lại phải làm thần tử của ta? Hàn Tín bình tĩnh trả lời, bệ hạ tuy không giỏi cầm quân, thế nhưng lại giỏi cầm tướng, cho nên thần là bề tôi của bệ hạ. Vị trí của bệ hạ là do trời ban, hoàn toàn không phải do sức người tranh đoạt được. Lời nói này của Hàn Tín muốn nói với Lưu Bang rằng, tuy tài năng của ông cao hơn Lưu Bang, nhưng hoàn toàn không phải vì thế mà trong lòng của ý làm phản, nhòm ngó ngôi vị. Ai có thể lên ngôi vị hoàng đế đều do thượng thiên quyết định, cũng không phải là do con người có thể cải biến được. Tuy là như vậy, thế nhưng Lưu Bang thì vẫn không muốn buông tha cho ông. Ông ta e rẻ Hàn Tín công lao cái thế, hành vi đoạt chính, nếu xử trí vội vàng sẽ khiến quần thần chán nản, thiên hạ bất mãn. Lưu Bang muốn giết Hàn Tín, lại không muốn lưu danh tiếng xấu là lấy oán báo ơn, vong ân bội nghĩa. Như vậy mà cứ mãi khổ sở vì không có kế nào vẹn toàn cả đôi. Vợ của Lưu Bang là Lã Hậu nhìn rõ tâm tư của ông ta, liền giáp tâm làm thay. Nhắc tới Lã Hậu thì có thể coi Hàn Tín là ân nhân của bà ta. Khi Lưu Bang bị Thu Hạng Vũ ở Bành Thành trong lúc loạn lạc đã bị thất tán gia đình, Lã Hậu và cha mẹ của Lưu Bang bị quân Hạng Vũ bắt làm tù binh, trở thành con tin. Mãi cho tới khi Hàn Tín chiếm được nước Tề, công chiếm được kho lương của quân sở, Hạng Vũ bị ép phải nghị hòa ở Hồng Câu, phóng thích người nhà của Lưu Bang, Lã Hậu mới được kết thúc cuộc sống con tin và trở về bên cạnh Lưu Bang. Nhưng Lã Hậu thì cũng chẳng mảy may để tâm tới việc này. Sau khi Trần Hy tạo phản, Lưu Bang thân chinh dẫn quân Bắc phạt, Lã Hậu và Tiêu Hà bảo vệ kinh đô Trường An. Lã Hậu biết thời cơ đã tới, liền mua chuộc môn đồ của Hàn Tín là Loan Thuyết, phong cho ông ta làm Thận Dương Hầu để ông ta vu cáo Hàn Tín mưu phản. Sau đó thì ép Tiêu Hà ra mặt, nói dối là Lưu Bang đã dẹp được phiến quân, chiến thắng trở về, yêu cầu chư hầu và quần thần vào triều để chúc mừng, dùng cách đó để lừa Hàn Tín vào cung. Một Tiêu Hà tinh khôn hơn người, lẽ nào không nhận ra chứng cứ trong tay Lã Hậu là không đáng tin, nhưng vì sợ thủ đoạn tàn độc của bà ta nên không dám trái lệnh. Tiêu Hà năm đó toàn lực tiến cử Hàn Tín làm đại tướng quân, thống lĩnh ba quân, có thể nói là tri âm của Hàn Tín. Do vậy, Hàn Tín đối với Tiêu Hà nhất mực tôn kính và hết lòng tin tưởng. Tuy trong lòng của ông ta không muốn tham dự buổi chầu này, nhưng nể mặt Tiêu Hà cố gắng gượng tới Trường Lạc Cung. Vừa mới tiến vào, võ sĩ đã mai phục sẵn, nhất tể xông lên, vây chặt Hàn Tín. Hàn Tín khi đó biết mình đã mắc bẫy, vội kêu Tiêu Hà, nhưng Tiêu Hà đã mất tâm. Thật là cuộc đời của Hàn Tín, thành tại Tiêu Hà mà cũng bại tại Tiêu Hà. Lã Hậu ngồi trên điện, nét mặt và giọng nói có nét nghiêm trang, chỉ trích Hàn Tín cố ý muốn hại bà và thái tử, căn bản là không cho Hàn Tín có cơ hội để giải bày, rồi đưa ông ta vào nhà treo chuông trong cung Trường Lạc, xử tội chết. Một đời danh tướng đã bị Lã Hậu tính kế giết hại như vậy. Giết Hàn Tín rồi, Lã Hậu thì vẫn chưa muốn dừng tay, lại hạ lệnh giết ba đời phụ mẫu và thê tử của Hàn Tín. Khi đó, tháng giêng, mùa đông giá rét, tuyết lớn mênh mông che phủ bầu trời, mấy ngàn người vô tội, máu nhuộm Trường An, âm thanh gào khóc đi kèm với tiếng gió rít của gió lạnh bắc thấu xương, phiêu lãng khắp bầu trời Trường An. Người dân khắp thành Trường An đều than khóc, không ai là không cảm thấy bi thương. Lưu Bang bình định được Trần Hy, xong quay về, nghe tin Hàn Tín chết rồi, cũng không hỏi Lã Hậu vì sao giết Hàn Tín, cũng không trách vì sao không đợi ông ta về rồi hãy xử trí, chỉ hỏi Hàn Tín trước khi chết có nói gì không. Cái chết của Hàn Tín đã bi thảm, nhưng ông thì vẫn còn may mắn được chết toàn thây, trong khi các công thần khai quốc của nhà Hán đều phải chịu những cái chết bi thảm hơn rất nhiều. Đơn cử như Bành Việt bị Lã Hậu ám hại, sau đó xác của ông ta bị băm nát làm tương thịt để phân phát cho chư hầu. Lưu Bang và Lã Hậu lo lắng rằng việc sát hại Hàn Tín sẽ bị đời sau chê trách, liền thêu dệt nên tội danh, tạo chứng cứ, không chỉ chụp mũ cho Hàn Tín tội mưu phản cùng Trần Hy, mà còn đem cái chết của Lệ Thực Kỳ và Trung Ly Muội đổ lên đầu của Hàn Tín, nhằm làm ô uế thanh danh của ông, và còn đem những điều đó ghi vào trong hồ sơ chính thức, trong sử sách, khiến chân tướng lịch sử đã bị che đậy. Nếu Hàn Tín có lòng phản trắc,
thì ông ta đã phản từ lâu rồi. Bình Định Tam Tần không làm phản, Lang Vương đất Tề cũng không làm phản, ở Cai Hạ không phản, Vệ Sở cũng không phản, mà lại đợi tới khi Lưu Bang dựng xong đế nghiệp rồi mới phản. Nghe rất là vô lý mà lại không thuyết phục. Trái lại, xem xét hành vi của Lã Hậu và Lưu Bang, thực hư chuyện Hàn Tín mưu phản còn chưa rõ, Lã Hậu đã dụ ông vào mà giết. Đối với đệ nhất công thần bị giết, Lưu Bang hoàn toàn không trách cứ Lã Hậu, thậm chí còn không điều tra thêm. Rất có thể là bọn họ đã bày mưu từ trước. Hàn Tín bị giết, người đời sau đua nhau biểu lộ cách nhìn. Có người nói, lúc Hàn Tín đăng đàn bái tướng đã gây ra sự đố kỵ của đám người Lưu Bang. Cũng có người nói, Hàn Tín ỷ có công cao, sinh ra ngạo mạn mà dẫn tới tai họa. Còn có người cho rằng, Hàn Tín tuy là danh tướng kiệt xuất, giỏi mưu kế với thiên hạ, thế nhưng lại thiếu trí huệ xử thế, tính toán cho mình kém. Kỳ thực, đâu chỉ riêng Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố cũng đều chịu chung số phận. Âu cũng là do điều tận cung tàng mà thôi. Trên cương vị một nhà quân sự, trong tất cả các chiến dịch mà Hàn Tín chỉ huy, không kể là lấy ít thắng nhiều, lấy nhiều đánh ít, hay lấy yếu thắng mạnh, mà đều là dùng trí tuệ giành được chiến thắng. Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, lâm tấn nghi binh, thực đánh Hạ Dương, mộc anh độ Hà, bảy trận tựa sông, thế thế cờ địch, bao cát ngăn sông, bán độ nhi kích, tứ diện sở ca, thập diện mai phục. Mỗi một trận chiến của Hàn Tín đều là tuyệt tác của thần, khiến người đời sau vô cùng ngưỡng mộ. Là một chiến lược gia, lời mà ông nói lúc Lưu Bang nhập đàn bái tướng đã trở thành sách lược căn bản của thắng lợi trong chiến tranh Hán Sở. Là thống soái, ông dưới một người, trên vạn người, dẫn quân xuất Trần Thương, bình định Tam Tần, bắt Ngụy, phá Đại, diệt Triệu, hàng Yên, phạt Tề. Mãi cho tới chiến thắng ở Cai Hạ thì toàn diệt quân Sở, chưa một lần từng thất bại. Thiên hạ không ai dám tranh với ông. Chính ông là người có công tích vĩ đại, lập ra cơ nghiệp kéo dài hơn 400 năm của nhà Hán. Phẩm chất, trí huệ của Hàn Tín và những chiến tích mà ông ta lập được trên chiến trường sẽ mãi là ánh hào quang soi sáng tới muôn đời. Cảm nghĩ các bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!